Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ chào đón bạn Châu màu xám trắng các bạn ơi. Bạn Châu màu xám trắng nha. Ok, bạn Châu màu đen. Đầu tiên thì chúng mình sẽ chơi với bạn em bé chăn trâu này. Em chăn trâu ấy. Hai bạn Châu. Chúng mình sẽ chơi với bạn bò sữa. Đây là con bò. Chúng mình chơi với bạn rùa nhá. Nhưng ở cái mặt bằng này thì bạn rùa chắc là chạy không được mượt mà đâu các bạn. Bạn ấy không chạy được ấy. Bạn chỉ để trứng cho bạn ấy. Bạn rùa thì không đi được ở cái lane này các bạn ạ. Rùa này. Chúng mình sẽ chơi với bạn thỏ. Bạn thỏ. Bây giờ chúng mình sẽ chào đón bạn Châu. Nhân vật chính của chúng mình ngày hôm nay. Bạn Châu màu xám nhé. Wow. Chúng mình sẽ mở hộp bạn Châu nào. Đây các bạn ơi, mình đã mở một bạn Châu. Bạn Châu đi nha. Oh.
Đấy. Chào đón bạn trâu mới. Còn đây là em bé đi chăn trâu màu hồng. Chúng mình sẽ chơi với bạn lợn này. Bạn vịt các bạn ơi, bạn vịt là ducks. Bạn vịt di chuyển ở đây thì bạn này sẽ đi chậm do cái nền cát các bạn ạ, nền đất phẳng cát nên là sẽ trơn, bạn này sẽ khó đi. Mình sẽ chơi với bạn hổ. Video của mình đến đây hôm nay là hết rồi. Chúng mình hôm nay là cùng chào đón bạn Châu về với đội của chúng mình các bạn nhé. Để các bạn xem, đăng ký và chia sẻ những video của mình đến nhiều bạn nhỏ khác được xem những video của mình hơn. Và mình bây giờ là mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Cảm ơn các bạn và xin chào các bạn.